Lịch ngày tốt, đón lành, tránh dữ. Lịch ngày tốt xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong bản tin tử vi hàng ngày của 12 con giáp, dự đoán chính xác các phương diện về tài lộc, tình duyên, sự nghiệp và sức khỏe. Sau đây là thông tin chi tiết. Tử vi thứ 5, ngày 28 tháng 4 năm 2022 của 12 con giáp. Thông tin tổng quan ngày 28 tháng 4 năm 2022, tức ngày 28 tháng 3 âm lịch, ngày Tân Hợi, cụ thể như sau. Tuổi dùng ngày, Ất Tỵ, Kỷ Tỵ, Ất Hợi. Tuổi hợp trong ngày, ngày Hợi, lục hợp Dần, tam hợp Mão và Mùi thành Mộc cục. Giờ hung đạo trong ngày, giờ Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ, giờ Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ, giờ Ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ, giờ Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ, giờ Tuất từ 19 giờ đến 21 giờ và giờ Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ. Hướng tốt xuất hành là hướng Tây Nam. Xem tử vi hàng ngày, dự báo 3 tuổi thuận lợi hơn người trong ngày thứ 5 này sẽ là các tuổi Dần, tuổi Mão và tuổi Thìn. Để biết vận trình của bạn hùng cát ra sao, mời các bạn cùng lịch ngày tốt xem tử vi ngày 28 tháng 4 năm 2022 của 12 con giáp, chi tiết từng tuổi ngay sau đây. Tử vi tuổi Tý, xem tử vi hôm nay, được tam hội trợ giúp, người tuổi Tý nhận được nhiều may mắn. Tinh thần lạc quan giúp bạn thoát khỏi những khó khăn, bế tắc và đạt được nhiều thành tựu mà đến chính bạn cũng không thể ngờ. Đây là lúc con giáp này nên bắt tay ngay vào thực hiện những dự định, đừng chần chừ thêm một phút giây nào nữa. Công việc đã bắt đầu vào guồng và bạn sẽ phải đầu tư khá nhiều thời gian nên muốn đạt được kết quả như mong muốn. Hãy cứ tự tin, phát huy hết khả năng của mình. Không chỉ trong công việc mà chuyện tình cảm của bạn cũng có nhiều khởi sắc hơn mong đợi. Cả hai đều tôn trọng công việc của đối phương nên hết lòng ủng hộ là hậu phương vững chắc cho người kia yên tâm công tác. Tử vi tuổi Giáp Tý, Kim, thoát khỏi bế tắc, khó khăn nhờ tinh thần lạc quan. Tử vi tuổi Bính Tý, Thủy, đã được nhiều thành tựu vô cùng bất ngờ. Tử vi tuổi Mậu Tý, Hòa, nên bắt tay ngay và thực hiện các dự định ấp ủ. Tử vi tuổi Canh Tý, Thổ, đầu tư công sức và thời gian sẽ mang về thành công. Tử vi tuổi Nhâm Tý, Mộc, tình cảm có nhiều khởi sắc hơn mong đợi. Con số may mắn 7, 5, giờ tốt 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tương, xanh dương, đen, quý nhân phù trợ, Thìn, Thân, Sửu. Tử vi tuổi Sửu, xem tử vi hàng ngày, tuổi Sửu được khuyến khích bộc lộ khả năng thực sự của mình thay vì cứ mãi sống an toàn và không thích tranh đấu như trước. Thiên ấn mang tới nhiều cơ hội phát triển, song bạn cần phải tự giành lấy mới mong cơ hội là của bạn. Bên cạnh đó, nếu muốn thành công thì phải tích lũy kiến thức cho bản thân, chứ chăm chỉ thôi chưa đủ. Con giáp này thường ngày luôn cần mẫn và chịu khó, nhưng chỉ dừng lại ở việc làm đúng bổn phận, chưa có sự chủ động. Bạn nên sớm cải thiện mặt này để sự nghiệp ngày càng rộng mở hơn. Thủy thổ xung khắc nhắc nhở con giáp này, dù bận rộn đến đâu thì cũng đừng quên dành thời gian quan tâm tới nửa kia, đừng để người khác có cơ hội làm thay việc vốn là của bạn. Người độc thân có lẽ nên xem xét lại tình cảm đơn phương của mình, không phải cứ cố chấp theo đuổi thì là sẽ có được hạnh phúc. Tử vi tuổi Ất Sửu, Kim, nên bộc lộ khả năng thực sự của mình. Tử vi tuổi Đinh Sửu, Thủy, cần tự giành lấy cơ hội để phát triển. Tử vi tuổi Kỷ Sửu, Hòa, muốn thành công thì phải tích lũy kiến thức. Tử vi tuổi Tân Sửu, Thổ, cần có sự chủ động trong công việc. Tử vi tuổi Quý Sửu, Mộc, nên dành thời gian quan tâm tới nửa kia. Con số may mắn 6, 5, giờ tốt 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tương, cà phê, vàng, quý nhân phù trợ, Tỵ, Dậu, Tý. Tử vi tuổi Dần, ngày Hợi Dần nhị hợp, tử vi hôm nay dự báo người tuổi Dần như được tiếp thêm nhiều năng lượng và động lực phấn đấu với công việc của mình. Với tinh thần trách nhiệm, dù gặp phải nhiều áp lực và căng thẳng đến đâu thì cũng không khiến cho bản mệnh nản chí, ngược lại sẽ càng thêm quyết tâm. Chính tài còn mang tới cơ hội cải thiện thu nhập cho những chú hổ. Con giáp này nếu theo nghiệp kinh doanh sẽ rất dư giả về tiền bạc, vận may tài lộc đang nằm trong tay. Người làm công ăn lương tuy chỉ có lương cố định nhưng vẫn có thể kiếm thêm bằng nghề tay trái, chỉ cần bản mệnh chăm chỉ hơn một chút thì sẽ chẳng lo túng thiếu. Thủy sinh mộc cũng giúp điều hòa mối quan hệ đôi lứa thêm hòa hợp. Vợ chồng đồng lòng đồng sức giúp vun vén hạnh phúc gia đình. Con cái chăm ngoan hiếu thuận, học hành chăm chỉ, tất cả những điều này sẽ trở thành động lực để bản mệnh thêm nỗ lực vì gia đình của mình. Tử vi tuổi Giáp Dần, Thủy, được tiếp thêm nhiều động lực chiến đấu. Tử vi tuổi Bính Dần, Hòa, tinh thần trách nhiệm giúp vượt qua áp lực. Tử vi tuổi Mậu Dần, Thổ, có cơ hội cải thiện thu nhập, dư giả về tiền bạc. Tử vi tuổi Canh Dần, Mộc, chăm chỉ hơn một chút thì sẽ chẳng lo túng thiếu. Tử vi tuổi Nhâm Dần,
Kim, mối quan hệ đôi lứa được điều hòa tốt đẹp. Con số may mắn 3, 5, giờ tốt 19 giờ đến 21 giờ. Màu sắc cát tương, xanh lá, xanh lam, quý nhân phù trợ, ngọ, hợi, tuất. Tử vi tuổi Mão. Tử vi hàng ngày chỉ ra rằng cục diện tam hợp xuất hiện trong tử vi thứ 5 của người tuổi Mão giúp vận quý nhân của con giáp này khá vượng. Ngày nay, bạn có thể sẽ được quý nhân chỉ đường dẫn lối, tìm ra lối thoát cho những bế tắc đang gặp phải. Vận may này như chiếc phao cứu sinh với bản mệnh. Bên cạnh đó, thiên tài cũng giúp phương diện tài chính được cải thiện hơn nhiều. Con giáp này buôn bán kinh doanh, làm ăn phát tài, có của ăn của đẻ, có thể tự tin tiếp tục phát triển công việc theo hướng xa hơn nữa, sẽ ngày càng phát đạt. Ngũ hành tương sinh còn giúp cho vận đào hoa vượng, đôi lứa bên nhau tình cảm thắm thiết không rời, chuyện vui cũng sắp tới. Người độc thân nên mở rộng lòng mình để đón nhận tình cảm của người khác, cũng là để bản thân và đối phương có cơ hội để yêu thương và được yêu thương. Tử vi tuổi Ất Mão, thủy, vượng vận quý nhân được chỉ đường dẫn lối. Tử vi tuổi Đinh Mão, hòa, quý nhân giúp tìm ra lối thoát cho những bế tắc. Tử vi tuổi Kỷ Mão, thổ, phương diện tài chính được cải thiện hơn nhiều. Tử vi tuổi Tân Mão, mộc, buôn bán kinh doanh phát tài, có của ăn của đẻ. Tử vi tuổi Quý Mão, kim, vận đào hoa vượng, đôi lứa bên nhau thắm thiết. Con số may mắn 6, 7, giờ tốt 13 giờ đến 15 giờ. Màu sắc cát tương đen, trắng, quý nhân phù trợ, hợi, mùi, tuất. Tử vi tuổi Thìn. Thứ năm này, chính ấn giúp cho người tuổi Thìn có nhiều cơ hội thể hiện tài năng của mình. Con giáp này thoải mái phát huy những gì đúng sở trường của mình và giành được những bước tiến lớn trong công việc. Bản mệnh hãy tiếp tục cố gắng và nỗ lực để chinh phục những đỉnh cao mới hơn. Tuy nhiên, dù đang nắm giữ lợi thế hơn người khác, bạn vẫn cần giữ thái độ đúng mực, ham học hỏi, không được ngủ quên trên chiến thắng mới có thể đứng vững trên bục vinh quang. Khiêm tốn một chút để học hỏi kinh nghiệm từ người khác sẽ giúp cho bạn càng mạnh mẽ hơn. Tuy nhiên, thủy tổ xung khắc khiến cho chuyện tình cảm không diễn ra như ý muốn của bản mệnh. Tình cảm trao đi mà không được đáp lại. Yêu đơn phương đã khiến cho con giáp này héo mòn vì đau khổ. Đôi khi biết từ bỏ cũng sẽ là một loại hạnh phúc. Tử vi tuổi Giáp Thìn, hòa, có nhiều cơ hội thể hiện tài năng của mình. Tử vi tuổi Bính Thìn, thổ, thoải mái phát huy đúng sở trường của mình. Tử vi tuổi Mậu Thìn, mộc, nỗ lực để chinh phục những đỉnh cao mới hơn. Tử vi tuổi Canh Thìn, kim, cần giữ thái độ đúng mực và ham học hỏi. Tử vi tuổi Nhâm Thìn, thủy, tình cảm trao đi mà không được đáp lại. Con số may mắn 6, 8, giờ tốt 23 giờ đến 1 giờ. Màu sắc cát tương vàng, nâu, quý nhân phù trợ, Dậu, Tý, Thân. Để xem tuổi của bạn một cách nhanh nhất, hãy chọn mốc thời gian tương ứng đã được chú thích trong phần mục lục ngay dưới đây. Tử vi tuổi Tỵ. Ngày hợi Tỵ tương xung, người tuổi Tỵ nên làm việc bình tĩnh hơn và tránh các quyết định vội vàng hấp tấp để sau này không phải hối hận. Điềm báo cho thấy bạn có thể xảy ra xung đột với người khác trong quá trình làm việc do bất đồng quan điểm. Mỗi người một ý, ai cũng khăng khăng bảo vệ ý kiến của mình mà không tìm cách dung hòa và tìm ra sự thống nhất thì tranh cãi xảy ra là điều đương nhiên. Bạn nên kiểm soát ngôn ngữ và hành vi của mình sao cho phù hợp, tránh đẩy bản thân vào tình huống rắc rối vì nóng giận nhất thời. Thủy hỏa bất dung, chuyện tình cảm của con giáp này bị ảnh hưởng ít nhiều, mối quan hệ đôi lứa, hôn nhân có nhiều mâu thuẫn, bất đồng, vợ chồng đồng sàng dị mộng, không ai chịu xoa dịu và nâng đỡ nhau khiến cho tình cảm dần rạn nứt. Tử vi tuổi Ất Tỵ, hòa, nên làm việc bình tĩnh, tránh những quyết định vội vàng. Tử vi tuổi Đinh Tỵ, thổ, có thể xảy ra xung đột khi làm việc chung. Tử vi tuổi Kỷ Tỵ, mộc, cần tìm cách dung hòa và thống nhất trong tập thể. Tử vi tuổi Tân Tỵ, kim, nên kiểm soát ngôn ngữ và hành vi của mình. Tử vi tuổi Quý Tỵ, thủy, mối quan hệ đôi lứa, hôn nhân có nhiều mâu thuẫn. Con số may mắn 6, 1, giờ tốt 1 giờ đến 3 giờ. Màu sắc cát tương đỏ, cam, quý nhân phù trợ, Sửu, Dậu, Thân. Tử vi tuổi Ngọ, chịu ảnh hưởng của hung thần thiên quan, người tuổi Ngọ có điềm báo dễ bị tiểu nhân quấy phá, cản trở trong ngày này. Công việc liên tục gặp trục trặc, hiệu suất giảm sút, gây ảnh hưởng không nhỏ tới nguồn doanh thu. Bạn loay hoay tìm cách giải quyết nhưng tình hình vẫn chưa có nhiều cải thiện. Ngày nay, bạn cũng được khuyên cần kiểm soát cảm xúc của mình tốt hơn, đừng đặt cái tôi lên vị trí cao quá hay là cố chấp bảo thủ mà dẫn đến sai lầm không đáng có. Con giáp này nên xử lý tình huống một cách linh hoạt, giải quyết hợp tình hợp lý, thời mới giữ được thành công lâu dài. Vận trình tình cảm của bản mệnh cũng gặp không ít khó khăn trắc trở.
Con giáp này có thể bị một phen điều đứng vì những lời đồn thổi không đúng sự thật về mình, gây ảnh hưởng rất nhiều đến mối quan hệ hiện tại cũng như hạnh phúc tương lai. Hãy tìm cơ hội giải thích rõ ràng với nửa kia. Tử vi tuổi Giáp Ngọ, Kim có điểm bảo dễ bị tiểu nhân quấy phá và cản trở. Tử vi tuổi Bính Ngọ, Thủy công việc gặp trục trặc, hiệu suất bị giảm sút. Tử vi tuổi Mậu Ngọ, Hòa cần kiểm soát cảm xúc của mình tốt hơn. Tử vi tuổi Canh Ngọ, Thổ nên xử lý tình huống linh hoạt và hợp lý. Tử vi tuổi Nhâm Ngọ, Mộc tình cảm gặp phải không ít khó khăn trắc trở. Con số may mắn 8, 3, giờ tốt 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tương hồng, tím, quý nhân phù trợ Tuất, Dần, Mùi. Tử vi tuổi Mùi, vận trình ngày mới của người tuổi Mùi khá hanh thông và suôn sẻ nhờ cát khí từ cục diện tam hợp che chở. Công việc của bản mệnh đang có những bước tiến quan trọng. Đây là thời điểm mà bạn cần tập trung vào kế hoạch của bản thân để có thể gặt hái được kết quả mỹ mãn. Hôm nay những chú dê còn được quý nhân tương trợ để có thể gặp gỡ và hợp tác với những người đáng tin cậy, tạo dựng những mối quan hệ tốt, làm nên nền tảng phát triển sự nghiệp sau này. Bản mệnh cũng cần phải tích cực vun đắp, bồi dưỡng tình cảm với đối tác hay là khách hàng. Thủy thổ xung khắc nên bản mệnh cảm thấy khá chán nản và mệt mỏi với những chuyện tình cảm nhiều rối ren hiện tại. Có lẽ cả con giáp này và người ấy đều không muốn phá vỡ lớp vỏ bọc an toàn mỏng manh, cố gắng tránh né được đến đâu hay đến đấy, nhưng mọi chuyện lại chẳng thể che giấu mãi được. Tử vi tuổi Ất Mùi, Kim vận trình hành thông và suôn sẻ nhờ cát khí lan tràn. Tử vi tuổi Đinh Mùi, Thủy công việc đang có những bước tiến triển quan trọng. Tử vi tuổi Kỷ Mùi, Hòa cần tập trung cho kế hoạch của bản thân. Tử vi tuổi Tân Mùi, Thổ quý nhân tạo điều kiện gặp người đáng tin cậy. Tử vi tuổi Quý Mùi, Mộc cảm thấy chán nản với những chuyện tình cảm rối ren. Con số may mắn 6, 8, giờ tốt 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tương trắng, vàng. Quý nhân phù trợ Ngọ, Mão, Hợi. Tử vi tuổi Thân, cục diện tương hại án ngữ trong vận trình hôm nay của người tuổi Thân gây không ít khó khăn cho con giáp này. Nguyên nhân một phần là do công việc sa sút, bản mệnh bị tiểu nhân bày mưu hãm hại nên nhiều lúc tưởng chừng chạm tới thành công thì gặp ngáng trở mà thất bại. Lại thêm kiếp tai ảnh hưởng, tiền bạc hư hao ngoài tầm kiểm soát, con giáp này chi tiêu thiếu khoa học, tính toán, không có khoản phòng bị nên gặp rắc rối khi có sự cố bất ngờ. Do đó, hãy tự kiểm điểm và rút kinh nghiệm cho mình, đừng để việc này tiếp diễn bởi không lường trước được hậu quả. Bù lại, chuyện tình cảm có chuyển biến tích cực nên cũng được an ủi phần nào. Kim sinh thủy giúp hàn gắn những vết rạn nứt trong mối quan hệ lứa đôi khi những hiểu lầm đã được xóa bỏ. Bản mệnh tìm lại được sự đồng điệu với đối phương, tình cảm lại mặn nồng như xưa. Tử vi tuổi Giáp Thân, Thủy công việc sa sút bị tiểu nhân bày mưu hãm hại. Tử vi tuổi Bính Thân, Hòa tương trưng chạm tới thành công thì gặp ngáng trở. Tử vi tuổi Mậu Thân, Thổ tiền bạc hư hào ngoài tầm kiểm soát. Tử vi tuổi Canh Thân, Mộc cần chi tiêu có kế hoạch hơn để tránh hệ quả về sau. Tử vi tuổi Nhâm Thân, Kim chuyện tình cảm có những chuyển biến tích cực. Con số may mắn 2, 8, giờ tốt 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tương bạc, ánh kim, quý nhân phù trợ Thìn, Tý, Tỵ. Tử vi tuổi Dậu, Tỷ Kiền nhập cục, tuổi Dậu có thêm sự tự tin và quyết tâm trong việc theo đuổi mục tiêu mà mình đặt ra. Bạn biết mình có điểm mạnh ở đâu và còn thiếu sót ở mặt nào nên biết cách điều chỉnh cho phù hợp với từng tình huống. Sự linh hoạt này giúp tuổi Dậu phát huy năng lực khá thuận lợi. Ngoài ra, bạn cũng được khuyên hãy cởi mở và tích cực giao tiếp với đồng nghiệp hơn để công việc được thêm thuận lợi. Bạn có khả năng làm việc độc lập nhưng sức mạnh tập thể mới làm nên những thành công vang dội sau này. Hãy biết tận dụng những lợi thế đang có sẵn để tiến xa hơn. Về tình cảm, ngũ hành sinh xuất cho thấy dường như bạn đang khá bỏ bê người ấy, chỉ mải mê với công việc của mình. Do đó, bạn nên cố gắng cân bằng giữa các mối quan hệ. Đừng đầu tư quá nhiều cho cái này mà bỏ bê cái khác, kẻo sau này sẽ phải hối tiếc. Tử vi tuổi Ất Dậu, Thủy có thêm sự tự tin và quyết tâm trong công việc. Tử vi tuổi Đinh Dậu, Hòa biết cách điều chỉnh phù hợp với từng tình huống. Tử vi tuổi Kỷ Dậu, Thổ phát huy năng lực thuận lợi nhờ sự linh hoạt. Tử vi tuổi Tân Dậu, Mộc nên cởi mở và tích cực giao tiếp với đồng nghiệp. Tử vi tuổi Quý Dậu, Kim nên cố gắng cân bằng giữa các mối quan hệ. Con số may mắn 1, 2, giờ tốt 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tương trắng, xám, quý nhân phù trợ Tỵ, Sửu, Thìn. Tử vi tuổi Tuất, xem tử vi hàng ngày, trinh ấn cho thấy người tuổi Tuất thể hiện được sự nghiêm túc và hết mình với những gì mình đang chịu trách nhiệm.
Những biểu hiện xuất sắc của bạn sẽ giúp cho con giáp này thăng tiến nhanh hơn, nhất là khi bạn luôn có sự hậu thuẫn từ những người đồng nghiệp tốt bụng và cấp trên tâm lý. Có thể bạn sẽ có đôi chút lo lắng về khó khăn phía trước, nhưng suy cho cùng thì chẳng có thành công nào đến dễ dàng, cũng chẳng có con đường tới thành công nào đã trải sẵn hoa hồng. Với quyết tâm của mình thì bạn hoàn toàn có thể làm được, hãy cứ chăm chỉ và nỗ lực hết mình. Nhưng cũng có thể vì thế mà tuổi Tuất do tập trung quá mức vào công việc nên bạn có phần xao nhãng trong tìm kiếm hạnh phúc cho riêng mình. Mặc kệ những lời nhắc nhở và thúc giục của cha mẹ bạn bè, bạn thấy giờ chưa phải lúc, cuộc sống độc thân với tuổi này vẫn đang rất ổn. Tử vi tuổi Giáp Tuất, hòa, có sự nghiêm túc và hết mình trong công việc. Tử vi tuổi Bình Tuất, thổ, đường thăng tiến rộng mở nhờ biểu hiện xuất sắc. Tử vi tuổi Mậu Tuất, mộc, được đồng nghiệp và cấp trên hậu thuẫn. Tử vi tuổi Canh Tuất, kim, hãy cứ chăm chỉ và nỗ lực hết mình. Tử vi tuổi Nhâm Tuất, thủy, hài lòng với cuộc sống độc thân hiện tại. Con số may mắn 8, 2, giờ tốt 19 giờ đến 21 giờ. Màu sắc cát tương, nâu, cà phê, quý nhân phù trợ, ngọ, mão, dần. Tử vi tuổi Hợi, hợi hợi tự hình có thể chính là nguyên nhân khiến cho người tuổi Hợi khó duy trì được sự tập trung cần thiết cho công việc trong ngày thứ năm này. Bạn có phần nhạy cảm hơn thường ngày, lại sẽ bị hoàn cảnh xung quanh tác động, không để tâm vào nhiệm vụ nên hiệu suất khó được duy trì. Bạn mệnh không nên kìm nén những cảm xúc tiêu cực trong lòng quá nhiều. Bạn có thể dành thời gian để chia sẻ khó khăn, áp lực với bạn bè hoặc người thân. Điều đó sẽ giúp cho bạn thoải mái, nhẹ lòng hơn, cũng có thể nhanh chóng lấy lại tinh thần để làm việc hiệu quả. Ở thời điểm hiện tại, có vẻ như mối quan hệ của bạn và người ấy đang gặp khá nhiều trắc trở do có người thứ ba xen vào. Nên nhớ, quyết định ở lại hay ra đi đều là ở phía bạn. Nếu cả hai không muốn tiếp tục mối quan hệ thì sẽ khó có thể tiếp diễn. Tử vi tuổi Ất Hợi, hòa, khó duy trì được sự tập trung cần thiết cho công việc. Tử vi tuổi Đinh Hợi, thổ, trở nên nhạy cảm hơn, dễ bị ngoại cảnh tác động. Tử vi tuổi Kỷ Hợi, mộc, hiệu suất sụt giảm do không để tâm vào nhiệm vụ. Tử vi tuổi Tân Hợi, kim, không nên kìm nén cảm xúc tiêu cực trong lòng quá lâu. Tử vi tuổi Quý Hợi, thủy, mối quan hệ tình cảm gặp nhiều trắc trở. Con số may mắn 2, 4, giờ tốt 5 giờ đến 7 giờ. Màu sắc cát tương, trắng, đen, quý nhân phù trợ, mùi, mão, dần. Đánh giá tử vi thứ 5 ngày 28 tháng 4 năm 2022 của 12 con giáp. Tuổi nào may mắn nhất trong ngày, đó có thể là các tuổi Dần hay tuổi Mão. Con giáp nào dễ vướng phải nhiều rắc rối nhất, đó có thể là con giáp tuổi Tỵ hay con giáp tuổi Thân. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bản tin. Chúc các bạn mọi điều an lành. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo. Đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào biểu tượng chuông để không bỏ lỡ những thông tin mới nhất và hữu ích nhất trên kênh Lịch Nghệ Tốt nhé!